nhưng mà mọi thứ là tầm này là buổi tối. Mình đang đi hẳn vào bên trong đây. Mình muốn đi vào hẳn bên trong để mình coi. Đây cái đường Lai đây nhé mọi người nhé. Mọi người nhìn thấy đường Lai chưa? Đó. Đây là thực sự đấy nhé mọi người nhá. Ở chỗ kia là cái chỗ mà nhà để chứa tàu, nhà ga chứa tàu đó, mọi người nhìn thấy chưa, đẹp không, quá tuyệt vời, thiệt là quá tuyệt vời luôn ấy. Trời ơi tuyệt vời lắm luôn ý.